đưa trở lại trại 224 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Tiền Giang. Trong tổng số 242 người thì cơ quan chức năng đã đưa 224 học viên cai nghiện leo rào, bỏ trốn tập thể trở lại trại. Ngày 12 tháng 8, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết 224 học viên cai nghiện ma túy đã trở lại trại. Hiện tại vẫn còn 18 học viên ở bên ngoài và đang được lực lượng chức năng xác minh và truy tìm. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 8, 10 học viên của cơ sở cai nghiện ma túy thuộc tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành đã đánh một cán bộ bị thương. Sau đó, 242 học viên phá cổng leo rào bỏ trốn tập thể. Họ tràn qua quốc lộ 1 la hét khiến người đi đường hoảng sợ. Một số còn lấy quần áo của người dân mặc vào để cải trang lấy xe đạp bỏ trốn. Theo đó, nguyên nhân các học viên bỏ trốn xuất phát từ việc một số học viên xảy ra cự cãi với nhân viên cơ sở, sau đó nhóm 10 học viên đã đánh nhân viên này và kích động những người khác bỏ trốn khỏi cơ sở. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh cùng địa phương có mặt, chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng ổn định tình hình, vận động truy tìm các học viên bỏ trốn. Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi xảy ra sự việc, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã tham gia ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và tìm các học viên. Một số học viên trốn về nhà được gia đình chủ động dẫn quay lại cơ sở hoặc trụ sở công an trình diện, đại tá Tảo thông tin. Hàng trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại. Hơn 100 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc đã trốn trại, cầm theo hung khí đi thẳng ra quốc lộ 1. Hàng trăm cảnh sát phong tỏa đường, nổ súng bắt lại được một số. Trưa ngày 11 tháng 8, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, nổ súng khống chế, bắt hàng chục học viên trốn trại. Tại trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, do cán bộ của trung tâm cai nghiện phát cơm sớm hơn 10 phút cho học viên thì xảy ra mâu thuẫn giữa cán bộ trung tâm và một vài học viên. Sau đó, hàng chục học viên khác manh động đánh luôn cán bộ. Dù được giải thích rõ ràng, nhưng số học viên quá khích. Ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng hơn 100 học viên trốn trại. Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ truy tìm. Số học viên này sau khi ra ngoài đã lấy gạch đá, cây, làm hung khí, đi theo các con đường mòn, rồi ra quốc lộ 1. Ngược về hướng Trung Lương. Đến gần 12 giờ, hàng trăm cảnh sát phong tỏa đường, tạm thời nổ súng trấn áp, bắt lại hàng chục đối tượng. Số còn lại bỏ trốn vào vườn nhà dân. Công an đang truy bắt số học viên còn lại. Được biết, trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc này hiện có hơn 600 học viên. Chưa rõ số học viên trốn trại. Bất ngờ phiên tòa không xử được vì bị cáo đòi về ăn cơm. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Anh Tuấn về tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy một lần nữa bị trì hoãn bởi ra tòa, bị cáo liên tục đòi cho cháu về ăn cơm. Ngày 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Anh Tuấn sinh năm 1972, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án từng được đưa ra xét xử một lần vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, trước giờ mở tòa, bị cáo Vũ Anh Tuấn có biểu hiện sùi bọt mép, tay ôm khư khư bọc quần áo mang theo từ trong trại ra tòa. Thay vì ngồi trên ghế, Tuấn lại chui tọt xuống gầm bàn và liên tục đòi cho cháu về ăn cơm. Trước những biểu hiện không bình thường của bị cáo, hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa. Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Tuấn. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận giám định tâm thần đối với Vũ Anh Tuấn như sau: trước, trong khi gây án ngày 28, ngày 29 tháng 5 năm 2017 và tại thời điểm giám định, Vũ Anh Tuấn có biểu hiện rối loạn cảm xúc thực tổn. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F06.3. Tuy nhiên, trong kết luận giám định tâm thần đối với Vũ Anh Tuấn cũng nêu rõ, trước, trong khi gây án, bệnh ở giai đoạn ổn định, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn tái phát, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuấn vẫn tiếp tục ngây ngây ngô ngô và luôn miệng đòi về ăn cơm.
Với một số biểu hiện không bình thường của bị cáo, hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa. Phiên xét xử dự kiến được mở lại vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Một cán bộ trại giam cho hay việc bị can Tuấn đến tòa gặp khá nhiều khó khăn, bị can không hợp tác, nhất quyết không chịu ra khỏi buồng giam, lời một đồng chí công an. Luật sư bào chữa của bị cáo Tuấn cũng gặp khó khăn tương tự, quá trình tiếp xúc, lấy lời khai bị can, dù luật sư có hỏi câu gì, bị can Tuấn cũng chỉ đáp lại mỗi một câu duy nhất, cho cháu về ăn cơm. Theo hồ sơ truy tố của Viện Kiểm sát, Vũ Anh Tuấn vốn làm nghề lái xe con chở khách. Thời gian này, Tuấn quen một người phụ nữ tên Hương. Hương đặt vấn đề nhờ Tuấn vận chuyển hàng cấm và hứa trả công hậu hĩnh. Mờ mắt vì tin, Tuấn gật đầu đồng ý. Chiều 28 tháng 5 năm 2017, Hương gọi điện bảo Tuấn lên Lạng Sơn để chở hàng cho Hương. Số lượng hàng là 4 túi ma túy đá, công vận chuyển là 20 triệu đồng. Khoảng 22 giờ 15 ngày 29 tháng 5 năm 2017, khi Tuấn vận chuyển hàng trắng đến khu vực cầu Phù Đổng thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là gần 4kg ma túy. Ngoài ra, khám xét tại nhà riêng của Tuấn, công an thu giữ được 1.137 gram ma túy Tuấn dùng để sử dụng riêng. Trên cơ sở kết luận điều tra và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát kết luận quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Anh Tuấn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm về số ma túy đã vận chuyển và tàng trữ tại nhà riêng. Gắn biển số đỏ quân đội cho ai, chủ siêu xe Mercedes sẽ nhận cái kết đắng. Liên quan đến việc gắn biển số đỏ quân đội vào siêu xe Mercedes-Benz G55 AMG để chạy trên đường phố cho ai, chuyên gia pháp lý cho rằng chủ nhân chiếc xe này có thể bị phạt tiền lên tới 10 triệu đồng. Theo thông tin báo chí đăng tải ngày 7 tháng 8 vừa qua, một chiếc siêu xe Mercedes-Benz G55 AMG gắn biển số quân đội TM2366 lưu thông trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do nghi ngờ biển số xe quân đội trên là giả nên người dân đã báo công an. Quá trình làm việc với ông Lâm Nguyễn Cao Minh, 33 tuổi, ngụ ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhân của siêu xe trên và tiến hành xác minh, công an thành phố Cần Thơ xác định biển số TM2366 trước đó đã được Bộ Quốc phòng cấp cho một ô tô hiệu Mitsubishi đời cũ thuộc Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu. Sau đó, chiếc xe mang biển số TM2366 được thanh lý nhưng không rõ biển số có được thu hồi theo quy định hay không. Về phía ông Minh cũng thừa nhận đã mua lại biển số trên từ một người không quen biết tại thành phố Hồ Chí Minh để gắn vào xe chạy cho ai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan tới vụ việc này, luật sư Thanh Bình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng người chạy xe ô tô bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn với biển số trái phép sẽ bị phạt theo điểm G khoản 5 và điểm C khoản 6 của Điều 16, Nghị định 46/2016 NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G, điểm D, khoản 5 điều này bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Do liên quan đến biển số xe quân đội, luật gia Trương Công Đức, Hà Nội nêu quan điểm: việc sử dụng biển số xe quân đội sai quy định rõ ràng là hành vi cố ý vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Cụ thể, tại khoản 2 điều 7 thông tư 102/2016, thông tư Bộ Quốc phòng ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định đăng ký quản lý sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng có quy định những hành vi nghiêm cấm là: từ sản xuất sử dụng biển số không đúng quy định tại khoản 1 điều 5 thông tư này, cho thuê, cho mượn, thế chấp xe, biển số, giấy chứng nhận đăng ký.
Về xử phạt vi phạm, Điều 3, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu như sau. Vi phạm quy định về mua, bán, sử dụng giấy phép lái xe quân sự giả, biển số mô tô, biển số ô tô, biển số phương tiện vận tải quân sự thì bị 1. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. A. Sử dụng giấy phép lái xe quân sự giả. B. Sử dụng biển số mô tô, biển số ô tô, biển số phương tiện vận tải quân sự trái phép. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các trường hợp hành vi sau. A. Mua bán giấy phép lái xe quân sự giả. B. Mua bán biển số mô tô, biển số ô tô, biển số phương tiện vận tải quân sự. 3. Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu giấy phép lái xe quân sự giả, biển số mô tô, biển số ô tô, biển số phương tiện vận tải quân sự đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. Như vậy, hành vi sử dụng biển số quân đội giả ngoài việc bị phạt tiền thì chủ phương tiện có thể bị tịch thu biển số phương tiện vi phạm theo quy định chung, luật gia Đức nói.